anh đoán người ta tiền phòng. Để cái đầu để đặt cho anh. Em lấy đầu ra em đóng lên em. Con mẹ tao bảo mày về không? Bảo hành quá. Nó thôi đây chuyện riêng người ta. Nó kia nó cũng sai. Không chỉ là cũng mà nó cũng thể hơi. Bé đây chắc là ở vùng này sao bố bình con khổ thế. Giả bình phòng chắc là 1 triệu 2 triệu thì cũng giả cho nó khổ theo góp tiền thôi. Dòng này chắc ở miền trong rồi, chắc không phải ở Hà Đông.
ca ve sao? Chạy 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 phải vò. Vò chạy. Clip à? Clip tí cho vui. Tiếp đi.